Nói đến nấm rừng là nói đến một loại thực phẩm tự nhiên rất đặc biệt. Với những loại nấm lành thì đây là nguồn thực phẩm được gọi là đặc sản, cung cấp nhiều chất bổ dưỡng, đôi khi còn có tác dụng chữa bệnh. Song đáng lưu ý là phần nhiều nấm rừng là nấm chứa độc tính cao, mà khi ăn nhầm phải các loại nấm này thì nạn nhân sẽ tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh ta, hầu như năm nào cũng xảy ra các vụ ngộ độc và có những trường hợp tử vong rất đáng tiếc do ăn nhầm nấm độc. Đa số các vụ phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc nấm rừng thường xảy ra đối với cả gia đình. Có vụ cả gia đình đều bị tử vong sau khi ăn nhầm nấm độc. Thế nói về cái ngộ độc thực phẩm do nấm độc ở Bắc Cạn thì thực ra đúng là một vấn đề sức khỏe rất là đáng quan tâm. Từ nhiều năm nay thì gần như năm nào cũng có những cái vụ ngộ độc xảy ra gây chết người. Từ năm 2004 đến nay thì trong 4 năm thì có tới 11 vụ ngộ độc thực phẩm do nấm, trong đó thì có 48 người mắc và 40 người vào viện. Trong 40 người đó thì đã đến gây tử vong đến 12 người. Đặc biệt là có những cái vụ ngộ độc rất là thương tâm và gây tử vong hàng mấy người. Thì cái vụ thứ nhất là ở Quế Hạ, xã Chu Hương, xảy ra năm 2004, thì coi như là có 4 người cùng ăn nấm độc và cả 4 người đều chết. Và năm 2006 thì cũng xảy ra ở xã Kim Lư, thì 4 người ăn nấm độc thì đều cả 4 người đều tử vong, 3 trong đó là cứu được một người. Và năm 2006 thì cũng năm 2007 thì cũng xảy ra ở đại xã Chợ Đồn, cũng có một trường hợp là tử vong. Thế còn ngay đầu năm nay thì cũng đã có một trường hợp không tử vong, nhưng cũng là xảy ra ở chỗ bản ven xã Lương Bằng, thì cũng thì do ăn nấm độc, ăn xong thì nhức đầu, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt, sau đó là nôn và đi ngoài, rồi là ảnh hưởng chức năng với nội tạng, cho nên là phải vào viện điều trị và cũng phải đi tận bệnh viện trung ương để điều trị, thì hiện nay cũng đã ổn định. Những ngôi mộ này là của những người trong cùng một gia đình tại thôn Pù Cà, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông. Cả 6 người trong gia đình này đều đã bị tử vong do ăn phải nấm độc. Coi như là 2003 là coi như là hai bố con cũng là bị ngộ độc. Coi như là khu mộ này là cũng là một gia đình. Coi như là 2003 lẻ năm là coi như là cũng ba mẹ con cũng là bị ngộ độc, còn một đứa coi như là còn chôn để bên ngoài kia. Coi như là khu này coi như là nó có 5 cái là một cái gia đình, bây giờ chẳng còn một ai nữa. Và còn rất nhiều những vụ ngộ độc thương tâm như thế xảy ra ở các huyện vùng núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh ta, mà hậu quả để lại là tử vong sau ăn nấm vài giờ. Nếu có may mắn thoát chết thì cũng phải nằm điều trị hàng tháng trời tại các bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh hoặc trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Chi phí chữa trị từ vài chục triệu đến cả 100 triệu đồng. Đây là một số tiền khá lớn so với thu nhập của đồng bào nơi đây. Cách đây 2 năm, năm 2006, thì coi như là gia đình tôi cùng với một người bạn nữa, coi như là đi vào rừng đào măng nhưng mà thấy nấm mọc, thì coi như là không phát hiện được nấm độc, vô tình lấy về nhà ăn rồi, thì cả nhà là 4 người, 3 người, có một người bạn nữa là 4 người, 4 người cùng ăn. Sau vài tiếng đồng hồ là coi như là mới bị đau bụng, xong là được thời gian khá 1-2 tiếng nữa thì là bắt đầu là bị hết mọi người. Thế là được đưa ra đến bệnh viện huyện điều trị. Xong có một người bạn đã mất tại bệnh viện huyện, còn gia đình tôi thì có 3 người cùng đi xuống đến Bắc Cạn ở bệnh viện tỉnh ấy, thì coi như là được đến đấy thì sau 1-2 ngày thì coi như là cũng đã bị tử vong đi hai mẹ con, còn phần bản thân tôi thì được các bác sĩ là đưa đến bệnh viện Bạch Mai, được bệnh viện Bạch Mai tận tình coi như là cứu chữa, chữa chạy coi như là vào trong thời gian khoảng cách là đi điều trị là từ nhà ra đến huyện rồi đến tỉnh đến bệnh viện Bạch Mai, thì vào tầm sau khi quay trở về nhà thì được khoảng 40 ngày mới về đến nhà. Với số tiền mà
mức độ như bây giờ mà đi bệnh viện ấy thì nói chung chi phí là cũng rất lớn, tầm khoảng 60 mấy triệu, mà không dưới, không thể dưới 60 triệu được, bởi vì là tốn kém nhiều. Nhưng mà được bệnh viện quan tâm và nhận Đảng Nhà nước quan tâm rồi, nhưng mà về đến coi như là bà con ấy, ai mà không phát hiện được nấm độc ấy thì coi như là đi đâu thấy, thì dù có nghèo chăng nữa, đến rừng mà không rõ ràng thì không nên hái về, mà cũng không nên bảo cái này tôi được ăn. Tốt nhất là không hiểu rõ thì không lấy về mà cũng không ăn thử. Những cái chết thương tâm từ những vụ ngộ độc nấm rừng đã được thông tin đến người dân. Hàng năm, ngành y tế đã tổ chức nhiều buổi truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống ngộ độc thực phẩm nói chung, ngộ độc nấm rừng nói riêng cho đồng bào các dân tộc ở những vùng trọng điểm hay xảy ra ngộ độc nấm. Tài liệu tuyên truyền đã phát đến từng hộ gia đình. Nhưng theo thói quen vốn dĩ chuyên dùng thực phẩm hoang dại tự nhiên làm thức ăn và không phân biệt được giữa nấm lành và nấm độc. Cá biệt có những trường hợp nghi ngờ là nấm độc nhưng vẫn cứ chế biến làm thức ăn, nên đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của họ. Nấm độc thì chứa rất nhiều loại độc tố khác nhau, mà khi ăn phải nấm có độc thì tùy theo từng loại chất độc thì sẽ xảy ra các dấu hiệu những độc khác nhau. Loại thứ nhất thì có chứa cái chất độc phalodin rất độc với gan, có thể gây viêm gan hoại tử và suy thận cấp. Và khi ngộ độc loại nấm này thì nạn nhân thường có những triệu chứng ngộ độc muộn, sau khi ăn khoảng 6 tiếng. Ngộ độc loại nấm này thường rất nặng, nguy cơ tử vong rất là cao. Nhóm thứ hai thì là nhóm có chứa chất độc có tên là muscarin, có trong các loại nấm độc mà có cái tán màu trắng. Chất này thì rất độc với thần kinh. Khi ăn vào thì có nạn nhân có những triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sớm, ngay sau 1 đến 2 tiếng sau khi ăn. Và người bệnh thường có biểu hiện là nôn, đau bụng, tiêu chảy, vã mồ hôi, chảy nước mắt, nước mũi. Và cuối cùng có thể dẫn đến các dấu hiệu của trụy tim mạch, co giật và gây tử vong. Tác hại của nấm độc là vậy. Nhưng để nhận biết và phân biệt nấm lành và nấm độc thì không đơn giản. Hơn nữa, còn rất nhiều người khi thấy có các biểu hiện của ngộ độc nấm vẫn không biết cách sơ cứu tại nhà để loại bỏ bớt những chất độc trong cơ thể. Trong khi đó, việc sơ cứu ban đầu đối với người bị ngộ độc nấm là rất quan trọng. Nó quyết định đến kết quả điều trị tại các cơ sở y tế khi được truyền đến. Để phát hiện các loại nấm độc, người ta có rất nhiều cách. Ví dụ như là lấy nấm thử cho các cái gia súc, gia cầm, tức là gà hoặc lợn ăn. Nếu mà có dấu hiệu ngộ độc hoặc là gà, lợn chết thì đấy là nấm độc. Hoặc là dựa vào cái kinh nghiệm dân gian của các cái thế hệ trong các cái gia đình, người ta có kinh nghiệm đúc kết lại những cái nấm như thế nào là nấm độc, nấm nào là nấm ăn được. Cái thứ ba là có thể phát hiện qua cái hình thái của cái nấm. Đây là một cái phát hiện nó rất là quan trọng để phân biệt nấm độc. Tức là những cái nấm độc mà phát hiện qua hình thái, quan sát ấy, thì lại thấy là nó có cái màu sắc rất là sặc sỡ và nó thay đổi cái màu sắc trong cùng một ngày, sáng màu sắc khác và chiều tối màu sắc khác, hoặc là có thể nó phát lân tinh trong buổi tối, phát sáng đấy. Và nữa là cái nấm đó nó rất dễ mủn nát, và khi mủn nát nó chảy ra một cái dịch trắng như là sữa, và cái thân cái nấm nó gồ ghề, nó có nhiều cái mấu, nhiều cái viền. Do vậy là đối với nấm mà nghi ngờ mà nấm độc thì tốt nhất là không được thử, không được ăn. Khi mà nghi ngờ là nấm độc ấy, thì kinh nghiệm là như này, tức là khi mà nghi ngờ nó có những cái triệu chứng mà ngộ độc là mình phải bằng mọi cách phải gây nôn càng sớm càng tốt, bằng cách là có thể là ngoáy họng bằng tay, hay là dùng tăm bông hay là lông gà ngoáy vào họng để cho nôn hết thức ăn cùng với nấm độc ra, và sau đó phải đến đưa bệnh nhân đến bệnh viện tỉnh. Ở đó là có đủ các phương tiện hồi sức cấp cứu có thể là cứu được bệnh nhân. Một vấn đề lưu ý nữa là những cái nấm mà có thời gian của bệnh kéo dài là nấm độc, tức là từ khi mà mình ăn đến khi có những cái triệu chứng của cái ngộ độc nấm nó kéo dài. Ví dụ như là những cái ngộ độc nấm ở Bắc Cạn là những cái vụ mà kéo dài thời gian của bệnh nó kéo dài khoảng độ là từ 8 đến 10 tiếng là rất là nặng. Những cái vụ nào mà thời gian ủ bệnh nó ngắn, vì ăn xong 1-2 tiếng nó có dấu hiệu ngộ độc ngay, nôn ra được, thì những vụ đó là nhẹ mà không tử vong. Cuối xuân, đầu hạ thường là mùa của nấm rừng mọc và phát triển.
nhưng cũng có những loại nấm mọc quanh năm và có hình thù màu sắc cũng tương tự như những loại nấm lành mà đồng bào ta thường ăn trước đây. Để phân biệt nấm lành với nấm độc, có thể dựa vào quan sát như hướng dẫn nêu trên, nhưng đó không phải là những kinh nghiệm, kiến thức nhận biết chính xác một cách tuyệt đối. Cách phòng tránh ngộ độc nấm tốt nhất là 1. Chỉ hái nấm khi biết chắc chắn đã ăn được. 2. Tuyệt đối không được ăn nấm lạ. 3. Không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm khi còn nghi ngờ. 4. Không ăn nấm đã già hoặc nấm bị ôi thiêu. 5. Sơ cứu ngay khi có triệu chứng ngộ độc, cần chuyển ngay đến cấp cứu ở trung tâm y tế gần nhất. Hãy coi chừng nấm độc và hãy cùng nhau nhắc nhở bà con để phòng tránh ngộ độc nấm.